Còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Thời điểm này, gia đình anh Lê Văn Nguyễn, xã Bình Minh, huyện Khói Châu đang tích cực chăm sóc giữ dáng các cây cảnh độc lạ. Với đôi bàn tay khéo léo, anh Nguyễn đã tạo ra nhiều kiểu dáng cho cây cảnh như uốn hình con trâu sắn, lọ lục bình, hình trái tim, dáng tán tùng, thỏi vàng, có nghĩa mang lại may mắn, sung túc trong năm mới. Năm nay, để chào đón năm mới giáp thìn, anh bệnh dạn uống những cây quýt lùm để tạo nên những con rồng khủng lạ mắt, cao 2,5m, dài 6m, phục vụ nhu cầu khách hàng có khuôn viên trang trí rộng. Hiện nay, một chậu quýt cảnh uốn hình rồng đã được bán với giá 35 triệu đồng. Ba chợ còn lại được nhiều khách hàng ở trong và ngoài tỉnh quan tâm. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, du khách và thương lái ở trong và ngoài tỉnh lại được mãn nhãn với các tác phẩm cây cảnh độc đáo của gia đình anh Nguyễn. Dịp Tết năm nay, gia đình anh cung cấp ra thị trường 1,5 vạn cây cảnh các loại, đem lại thu nhập khoảng 1 tỷ đồng cho gia đình.